Ở những người bình thường, khi nghỉ ngơi, nhịp tim sẽ co bóp từ 60 đến 100 nhịp một phút. Nếu tim bạn đập ít hơn 60 lần, vào khoảng 40 đến 50 nhịp một phút, cũng vẫn là bình thường đối với một số người khỏe mạnh, hoặc đó là vận động viên chuyên nghiệp khi thường xuyên tập thể dục thể thao với cường độ cao. Bởi tim ở những đối tượng này chỉ cần bóp ít nhịp đã đủ để đi nuôi cơ thể. Trong trường hợp còn lại, nhịp tim dưới 60 nhịp là nhịp tim chậm bệnh lý do vấn đề hệ thống điện của tim. Nhịp tim chậm sẽ có những ảnh hưởng nhất định đối với người mắc phải. Nó làm giảm lượng máu đi nuôi cơ thể, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, mệt mỏi, đau ngực, choáng đầu, thậm chí là có thể ngất. Nếu tiếp tục kéo dài mà không được điều trị kịp thời, có thể dẫn đến suy tim, con đường chung của hầu hết các bệnh tim mạch. Tuy nhiên, nghiêm trọng hơn cả, trong trường hợp nhịp tim quá chậm gây ngừng tim, có thể sẽ đe dọa đến tính mạng. Thưa quý vị, có mặt trong trường quay lúc này đó là bác sĩ Vũ Văn Đại đến từ Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, Hải Dương. Xin chào bác sĩ. Trước hết thì Thục Hiền muốn bác sĩ có thể chia sẻ với quý vị khán giả rõ hơn, hiểu hơn về cái khái niệm bệnh lý nhịp tim chậm là như thế nào ạ? Biểu hiện của một bệnh nhân bị nhịp tim chậm thì ra sao ạ? Nhịp tim trong cái giới hạn bình thường là từ 60 nhịp đến 90 nhịp và đều. Vâng. Còn khi dưới 60 nhịp và gây ra các vấn đề liên quan đến cái biểu hiện bên ngoài của bệnh nhân, vâng, gây ra các cái tổn thương các cơ quan do cái nuôi dưỡng máu, thì dưới 60 thì đó là chẩn đoán là nhịp tim chậm. Vâng. Khi mà nhịp tim của bệnh nhân chậm thì thường sẽ kéo theo các cái vấn đề, đó là cái nuôi dưỡng máu đối với các cơ quan tổ chức sẽ kém. Và khi là như vậy thì sẽ biểu hiện là thiếu máu một cái cơ quan, và đặc biệt là các cơ quan nó hay xảy ra đó là não và tim. Khi bệnh nhân có vấn đề về cái nhịp tim chậm thì bệnh nhân thường hay có cái biểu hiện là hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi hoặc vã mồ hôi. Vâng. Hoặc đôi khi những trường hợp sẽ kết hợp với lại cái tình trạng là cái ý thức kém, là một cái giống như là một cái biểu hiện của một cái tai biến, tức chân tay yếu, tê yếu. Ngoài ra các bệnh nhân có thể gặp là cái vấn đề về biểu hiện là cái đau tức ngực, tức là cái thiếu máu của cơ tim khi nhịp tim quá chậm. Một vài trường hợp hiếm gặp là bệnh nhân là có biểu hiện là đi tiểu ít, hoặc là cái rối loạn về cái giấc ngủ, về cái sinh lý. Vâng. Do cái thiếu máu của tổ chức gây nên. Khi một bệnh nhân được đưa tới các cái cơ sở y tế với cái tình trạng là nhịp tim chậm thì các bác sĩ sẽ chẩn đoán như thế nào và có cái phương pháp điều trị theo phác đồ ra sao ạ? Đối với cái trường hợp mà nhịp tim chậm thì cái tiêu chuẩn chính của bệnh nhân nó là dựa vào điện tim, theo dõi điện tim, sóng điện tim, thì người ta sẽ đánh giá được cái vấn đề về cái nhịp tim chậm này là có phải nhịp tim chậm là do cái bệnh lý tại cái đường dẫn truyền hay là bệnh lý liên quan đến cái nút phát cái xung động. Vâng. Thì có hai loại, là một bệnh nhân mà cái nhịp chậm mà do cái nút phát xung động nó chậm quá, thì thường những cái bệnh nhân đấy thì cái biểu hiện của cái đường dẫn truyền nó hoàn toàn bình thường, nhưng mà cái nhịp nó quá chậm nó gây ra cái thiếu máu tổ chức. Và những cái trường hợp bệnh nhân như vậy thì thường tiến triển là mãn tính. Vâng. Bệnh nhân thường có cái đáp ứng thích nghi với những bệnh đấy. Vâng. Cho nên ít những trường hợp như vậy là rất ít, thường bệnh nhân đi khám định kỳ sẽ phát hiện ra. Ngoài ra các trường hợp bệnh nhân có cái bệnh lý liên quan đến cái đường dẫn truyền hoặc bản thân cái nút phát xung động nó ảnh hưởng, thì bệnh nhân thì lại hay gặp các cái bệnh lý về cái cấp tính nhiều hơn. Vâng. Giả sử như các vấn đề về cái tổn thương và nhồi máu cơ tim hay thiếu máu cơ tim nó gây ra cái tổn thương nuôi dưỡng các cái nút phát xung động đó. Vâng. Thì sẽ gây ra những cái bệnh lý hay gặp, đó là cái block. Thì những bệnh nhân như vậy thì cái nguy cơ tử vong tiên lượng là rất cao. Thì cái điều trị thì lại có hai cái mức độ. Tức là nếu mà chúng ta mà đã xác định là bệnh nhân nhịp chậm mà là mãn tính, nhưng mà bệnh nhân vẫn đáp ứng thích nghi bình thường, thì cái khuyến cáo đối với những trường hợp đó thì là thực hiện cái chế độ ăn uống là chính, chế độ ăn uống sinh hoạt là chính. Tức bệnh nhân vẫn ăn uống điều độ, kiêng khem các cái chất nó gây ra cái xơ cứng thành mạch đối với những bệnh nhân mà có tuổi, hoặc ăn nhạt. Ăn nhạt để giảm cái lưu lượng máu và giảm tải cho tim. Và ăn uống thì vẫn vận động thể dục thể thao bình thường. Bệnh nhân mà có cái vấn đề về liên quan đến cái bệnh lý tại tim, thì những trường hợp đấy thì liên quan thì chúng ta thường trong xác định các bệnh nhân là trong tình trạng cấp cứu, như là các bệnh hay gặp đó là nhồi máu cơ tim. Vâng. Thì cái đó thì sẽ làm theo các cái phác đồ điều trị. Vâng. Ở bệnh viện.
Bác sĩ có những cái lời khuyên như thế nào trong cái chế độ dinh dưỡng, việc ăn uống, tập luyện đối với những người bị nhịp tim chậm để giúp cho họ sống khỏe mạnh hơn ạ? Bệnh nhân mà có các cái bệnh lý mãn tính, vâng, như bệnh lý về cao huyết áp hoặc là đái tháo đường, vâng, thì những trường hợp những bệnh nhân như vậy thì bệnh nhân sẽ có những chế độ ăn uống là theo cái hướng dẫn của những bệnh nhất định, như là bệnh đái tháo đường hoặc là bệnh cao huyết áp, thì bệnh nhân có chế độ ăn uống ăn nhạt hoặc là ăn chế độ ăn hạn chế đường. Vâng. Và ngoài ra thì bệnh nhân sẽ kết hợp thể dục thể thao điều độ theo cái hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa, vâng, đối với từng bệnh nhân một, tránh các cái vấn đề về liên quan về cái vấn đề về cái tâm lý, các stress.